thưa quý vị và các bạn minh hải miền đông tiếp tục trở lại để gửi tới các bạn một câu chuyện đầy cay đắng xót xa và đầy nước mắt trong một gia đình và tôi mong rằng cô chú anh chị lắng nghe để chia sẻ và bình luận về câu chuyện này trước khi vào câu chuyện tôi cũng không quên gửi một lời chúc tới quý vị và các bạn gần xa luôn luôn bình an vui khỏe hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống Sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy lắng nghe theo dõi chi tiết về câu chuyện này Vậy là cậu con trai ấy Thượng cẳng tay hạ cẳng chân Thẳng lên người mẹ khốn khổ Mỗi lần thấy cậu con trai đánh mẹ mình, con chó bạc dây ấy đều lao vào nhào bổ đến như cắn vào người cậu con trai. Cuộc sống của bà Hạnh là một chuỗi ngày dài đau khổ, đáng thương, mang nặng đẻ đau ba đứa con rồi cố gắng dùng hết sức lực nuôi nấng chúng lên người. Vậy mà, thật không thể tin nổi rằng những đứa con ấy lại chẳng hề yêu thương và tôn trọng mẹ mình. Tần tạo hơn 20 năm vì chồng mất sớm Một mình bà nuôi nấng các con học hành đàng hoàng như người ta Cuộc sống của bà không có gì là khó khăn cả Vậy mà đến tận lúc ra đi rồi Bà vẫn phải sống trong cái cảnh chẳng có vui vẻ khổ sở đến như thế này Từ ngày chồng bà mất Để lại ba đứa con nhỏ Bà có nuôi thêm một con chó bạc dê Thật ra con chó ấy cũng chính là người bầu bạn với bà ba đứa con đi học con chó đi theo bà đi chợ ngồi cùng bà trong nhà khi bà ngồi bóc hạt sen chính con chó ấy là một phần của cuộc đời bà như một người bạn một người tri kỷ không phải bà khó tính nên không có bạn bè bà không có nỗi một người bạn cho riêng mình chỉ vì quá nặng mưu sinh cuộc sống của bà cứ thế mà trôi đi mà chỉ có quanh quẩn với công việc con cái và con chó mình nuôi chẳng có thời gian để mà gặp bạn bè tụ tập hay buôn vải câu chuyện nhỏ trong sóng có đám hỷ đám hiếu được mời bà vẫn đi đầy đủ gửi tiền biếu chứ chẳng có nổi một thời gian mà đi ăn sinh con ra nuôi nấng con cái nên người trưởng thành cả rồi cô con gái cả lấy chồng cũng bận chẳng có thời gian nói chuyện hay về thăm bà Cô con gái thứ hai cũng thế Đến cậu con trai út Thì hàng ngày chỉ có về xin tiền bà mà thôi Ngày đó Cậu con trai út vẫn còn đi học trên thành phố Hai đứa cô con gái có gia đình Cũng phụ được bà nuôi em ăn học Nhưng rồi Hết tiền cậu út lại về nhà Có lần bà chẳng có tiền Thì thậm chí cậu ấy còn đánh người mẹ của mình Cũng không ít người chạy đến can ngăn người ta thất vọng về cậu ta còn bà thất vọng về đứa con mình tần tạo nuôi nấng nên người cuối cùng lại đối xử với mẹ chẳng ra gì cậu về nhà thấy mẹ không có tiền là chửi bà không có tiền cho tôi à làm gì mà không có tiền sao lại nghèo đến như thế bà định để tôi chết đói trên thành phố à không phải con ạ à. đợt này người ta không muốn mẹ đi làm nên mẹ cũng không có tiền Mẹ xin lỗi để thư thư ít hôm mẹ chuẩn bị rồi mẹ gửi tiền lên cho con nhé. Tôi quá thất vọng về bà, bà đáng làm mẹ không vậy? Tiền thì không có tôi sống làm sao được? Vậy là cậu con trai lại thượng cẳng tay, hạ cẳng chân thẳng lên người mẹ nghèo khốn khổ. Mỗi lần thấy cậu con trai đánh mẹ mình, con chó bạc dê ấy đều lao vào nhào bổ đến như cắn vào người cậu con trai. Chỉ khi bà quát mày không được cắn, không được hư, thì con chó ấy lại gầm gừ rồi nhe nhanh vuốt ra nhìn cậu con trai của bà như vẻ tức giận rồi bỏ về chỗ mình nằm yên. Có nhiều lần chính con chó ấy cũng là người đã đỡ cho bà đòn roi từ cậu con trai quý tử. đời mẹ như bà, một người mẹ thất bại, thương con nhưng dạy con không thành, để con biến thành đứa con trai hư hỏng là bà đã sai rồi có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nếu như mãi mãi bà sống ở cái làng quê nghèo cùng con chó tri kỷ ấy. Nhưng rồi tuổi bà cao. Chẳng còn đủ sức để mà nói chuyện. Chỉ còn đủ sức để đi lại đã là điều khó khăn. Bà ăn kém hơn. Rồi yếu dần đi. Khi ấy cậu con trai chẳng về thăm bà lấy một lần. Chỉ có hai cô con gái đã có chồng thay nhau về với người mẹ tội nghiệp. Ấy được vài hôm nghĩ con mất cha thương con chiều chuộng con để rồi cuối cùng người mẹ ấy phải nhận cay đắng đến vô cùng bà mất ngày bà mất hai cô con gái cùng con rể về cũng nức nở khóc chỉ có cậu con trai nhìn bà mà thầm chán nản đến cái giờ phút ấy cậu vẫn chẳng động chút lòng thương nào với người mẹ đã nuôi nấng mình nên người bà có làm vất vả nhưng đến lúc chết đi cũng có khối tài sản nho nhỏ cho mình Vậy mà con cái thì tranh giành nhau vài ba đồng bạc Còn cậu con trai thì chỉ hy vọng kiếm thêm một chút cho riêng mình Đến lúc nhập quan cho mẹ đã xong xuôi rồi Mới nhớ ra để lẫn sợi dây mười chỉ vàng vào quan tài của mẹ Cậu con trai ấy đã tiếc của đòi mở nắp quan tài lấy ra cho bằng được Mọi người ai cũng ngăn cản vì đã nhập quan đóng cửa quan tài rồi thì hãy để mẹ được yên nghỉ. Nào ngờ cái lúc ấy con chó bạc dê cứ gầm gừ không cho, thế mà chàng trai ấy vẫn lao vào để rồi lật mở nắp quan tài ra, thảm kịch đến khi anh ta cố xông vào rồi con chó ấy lao đến cắn vào chân anh ta, kéo lê chân anh ta ra ngoài với một vết cắn sâu đầy máu. Anh ta cầm gậy đập vào người con chó đập mạnh nhưng con chó ấy vẫn không chịu buông ra Đúng con chó bạc dây ấy trước giờ vẫn hung dữ Nhưng chưa khi nào nó cắn người cả Vậy mà lần này nó lại cắn Cắn đau đến là rách quần Vết cắn bâm sâu vào tận xương Gần đứt cả miếng thịt của cậu con trai ấy Người ta không nói gì chỉ nhìn nhau ngầm hiểu Át hẳn trong chuyện này phải có nguyên nhân của nó Chắc chắn rằng con chó ấy làm vậy là có lý do và họ càng tin hơn vào tình bạn, tình ti kỷ và chú chó bạc dây ấy đã dành cho bà Hạnh. Cả đời vất vả kiếm tiền mưu sinh. Đến khi chết đi rồi, bà vẫn chẳng được đứa con trai ấy tôn trọng. Sự bất hiếu của một đứa con đáng phải trả giá chỉ có đều. Liệu người đời có ngầm hiểu được rằng chúng ta đang sinh ra được có mặt và tồn tại trên đời này chắc chắn phải có lý do của nó. Bố mẹ tần tạo nuôi nấng ta nên người. Đừng nên bao giờ đối xử tệ bạc với họ, thậm chí không bằng cả một loại động vật như con chó bạc dê trong câu chuyện được kể trên. Vâng, một câu chuyện đầy cay đắng, chua sót cho một người mẹ giả. Sinh ra ba mẹ con và gặp một người con trai vô cùng bất hiếu. Cũng mong rằng quý vị lắng nghe, chia sẻ bình luận về câu chuyện này. Tôi rất chân thành cảm ơn. Đến đây tôi xin chào và hẹn gặp lại.